Thưa quý vị, sáng nay tại Phủ Chủ tịch, Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc đã có buổi gặp mặt huấn luyện viên đội tuyển bóng đá nam Park Hang-seo và huấn luyện viên đội tuyển bóng đá nữ Mai Đức Chung cùng lãnh đạo Liên đoàn bóng đá Việt Nam, Tổng cục Thể dục Thể thao sau khi hai đội bóng vừa đoạt huy chương vàng tại SEA Games 31. Chủ tịch nước chúc mừng hai huấn luyện viên và hai đội tuyển bóng đá nữ và nam đã mang lại vinh quang cho đất nước trong dịp SEA Games 31. Với sự quyết tâm, quyết liệt, dồn mọi tâm trí, sức lực và nghệ thuật chỉ đạo, huấn luyện của hai vị huấn luyện viên đã đem lại thành công cho hai đội tuyển trong suốt thời gian dài vừa qua. Chủ tịch nước khẳng định, Việt Nam tổ chức thành công SEA Games 31 thể hiện sự hiếu khách, thân thiện và dấu ấn đậm nét đối với các nước tham gia SEA Games lần này. Rất đông người hâm mộ đã đến tất cả các khán đài, sân vận động, cổ vũ cho các vận động viên thể hiện tinh thần dân tộc, văn hóa Việt Nam, yêu thể thao, yêu bóng đá, tạo ấn tượng tốt đẹp trong lòng bạn bè quốc tế. Chủ tịch nước cảm ơn hai huấn luyện viên đã có công lao rất lớn, đưa bóng đá Việt Nam lên đỉnh cao mới. Với hình ảnh cờ đỏ sao vàng tung bay trên nhiều đấu trường, góp phần quảng bá đất nước, con người và nền thể thao Việt Nam. Tình cảm của nhân dân Việt Nam, các lãnh đạo Việt Nam dành cho bóng đá, dành cho hai huấn luyện viên rất nhiều, rất lớn. Sự cống hiến của huấn luyện viên Park Hang-seo còn đóng góp vào quan hệ hữu nghị đối tác chiến lược toàn diện Việt Nam-Hàn Quốc. Kết quả vừa rồi của đội bóng đá nam và kỳ tích của bóng đá nữ với 7 lần vô địch SEA Games là lịch sử chưa bao giờ có được. Và đó là kết quả từ nhiều mặt, từ công tác đào tạo, huấn luyện, tổ chức, sự quan tâm của cổ động viên và nhân dân cả nước. Chủ tịch nước yêu cầu Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch phối hợp với Liên đoàn bóng đá Việt Nam sớm hoàn thiện đề án chiến lược phát triển bóng đá Việt Nam trên tinh thần phát triển bền vững lâu dài, tiên tiến và hội nhập quốc tế, nâng cao tính chuyên nghiệp cho bóng đá từ việc đào tạo, huấn luyện, thi đấu đến chính sách đãi ngộ, việc làm. Huấn luyện viên Park Hang-seo và huấn luyện viên Mai Đức Chung trân trọng gửi lời cảm ơn Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc đã dành thời gian tiếp và dành nhiều sự quan tâm, tình cảm đối với hai đội bóng trong nhiều năm qua từ khi ông còn là Thủ tướng Chính phủ. Theo huấn luyện viên Park Hang-seo, bóng đá tuy là môn thể thao nhưng cũng có tính khoa học. Do đó, thể thao Việt Nam cần quan tâm đến các yếu tố khoa học trong bóng đá. Mặc dù bước đầu triển khai có thể còn khó khăn, nhưng cần sớm tiến hành để có những căn cứ, số liệu chính xác để phục vụ tập luyện, thi đấu, góp phần đề ra các định hướng, đấu pháp chính xác, phát triển bóng đá, cần bắt đầu làm dần. Bên cạnh quan tâm tạo điều kiện nâng cao chuyên môn cho các cầu thủ vốn đang rất tốt, cũng cần chú ý tới yếu tố tinh thần, khích lệ cầu thủ, tránh trường hợp thành công xuất hiện tâm lý chủ quan. Huấn luyện viên Mai Đức Chung bày tỏ sự cảm ơn sâu sắc đến Chủ tịch nước đã rất quan tâm chỉ đạo sát sao đến đội tuyển bóng đá nữ Việt Nam, từ việc đào tạo đến chăm lo đời sống của các cầu thủ khi còn thi đấu và sau khi giải nghệ. Đồng thời mong muốn Đảng, Nhà nước và cá nhân Chủ tịch nước chỉ đạo tạo điều kiện phát triển bóng đá nữ sâu rộng ở nhiều địa phương. Các tỉnh thành đều có câu lạc bộ bóng đá nữ, từ đó tạo nguồn phát triển nhân tài và phát triển đội bóng nước nhà. Thưa quý vị, sáng nay, Thủ tướng Phạm Minh Chính cùng đoàn công tác của Chính phủ đã dự lễ khởi công dự án thiên đường sữa Mộc Châu tại huyện Mộc Châu, tỉnh Sơn La. Đây là hệ sinh thái nông nghiệp khép kín hiện đại, gồm trang trại chăn nuôi bò sữa công nghệ cao, kết hợp du lịch sinh thái và nhà máy chế biến sữa công nghệ cao do Công ty Cổ phần Giống Bò Sữa Mộc Châu, Mộc Châu Milk và Công ty Cổ phần Sữa Việt Nam Vinamilk đầu tư. Tổ hợp thiên đường sữa Mộc Châu gồm hai hạng mục chính là trang trại sinh thái bò sữa công nghệ cao Mộc Châu và nhà máy chế biến sữa công nghệ cao Mộc Châu. Trong đó, trang trại sinh thái bò sữa công nghệ cao Mộc Châu là mô hình trang trại chăn nuôi bò sữa công nghệ cao kết hợp du lịch sinh thái có diện tích quy hoạch là 150 ha, tổng vốn đầu tư dự kiến 1.000 tỷ đồng. Nhà máy chế biến sữa công nghệ cao Mộc Châu có diện tích 26 ha, tổng mức đầu tư hai giai đoạn của nhà máy là 2.000 tỷ đồng. Với công suất thiết kế ước đạt gần 500 tấn sữa một ngày. Trong cái khu sinh thái này xây dựng một cái trang trại mới, công nghệ cũng rất là cao, giống như của Vinamilk là 4.000 con. Như vậy là có hệ thống xử lý nước thải, có biogas, rồi có năng lượng mặt trời và tất cả những cái mà các đáp ứng được cái những cái yêu cầu của cái trang trại bò sữa tiên tiến hiện nay trên thế giới. Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính cho rằng Mộc Châu là cao nguyên có nhiều tiềm năng khác biệt, cơ hội nổi trội, lợi thế cạnh tranh, phát triển cả nông nghiệp, công nghiệp, dịch vụ, du lịch, song cơ chế còn hạn hẹp. Đảng, Nhà nước mong muốn Mộc Châu trở thành trung tâm kinh tế trọng điểm của Sơn La và vùng Tây Bắc. Dự án Thiên đường sữa Mộc Châu của Công ty Cổ phần Sữa Việt Nam đầu tư góp phần thúc đẩy mạnh mẽ cơ cấu lại ngành nông nghiệp theo hướng hiện đại, nâng cao giá trị gia tăng, hình thành chuỗi sản xuất, tiêu thụ sản phẩm nông nghiệp bền vững. Phát triển kinh tế xanh và bảo vệ môi trường, đây là cái yêu cầu rất là cao, bởi vì cao nguyên Mộc Châu không phải chỉ phát triển chăn nuôi,
mà chăn nuôi kết nối với lại du lịch như các ông chí đã trình bày ở đây, rồi chăn nuôi lại phải kết nối với lại công nghiệp, vì công nghiệp là phải công nghiệp chế biến, công nghệ cao và công nghệ sau thu hoạch. Vì vậy cho nên là cái yêu cầu bảo vệ môi trường đối với lại cái lĩnh vực chăn nuôi là rất cao, rất cao, chi phí lớn. Nhưng mà tôi tin chắc là Vinamilk sẽ làm được. Với tư duy của chị Liên, anh hùng lao động đấy, là có nhiều năm cống hiến cho cái ngành sữa này, rồi cái kinh nghiệm làm ở các nơi, thì tôi tin chắc là sẽ làm được ở Sơn La. Thủ tướng cũng nhấn mạnh, Vinamilk phải đa dạng hóa chuỗi cung ứng, vì hiện nay chúng ta phải xây dựng nền kinh tế độc lập, tự chủ, hội nhập kinh tế quốc tế sâu rộng, thực chất, hiệu quả, nỗ lực không để đứt gãy chuỗi cung ứng. Điều này góp phần phát triển kinh tế xanh, kinh tế tuần hoàn, kinh tế số, ứng dụng khoa học công nghệ để bảo vệ môi trường, giảm khí thải methane trong sản xuất nông nghiệp, chăn nuôi. Vậy Sơn La phải làm gì? Theo Thủ tướng, trước mắt phải ra soát lại quy hoạch để sử dụng hơn 1.000 km2 ở Mộc Châu, biến vùng đất này thành trọng điểm phát triển kinh tế xanh, kinh tế tuần hoàn, kinh tế số và bảo vệ môi trường của Sơn La nói riêng, Tây Bắc nói chung. Thủ tướng đề nghị nhà đầu tư chú trọng xây dựng quan hệ hợp tác chặt chẽ, bình đẳng, cùng thắng, cùng có lợi với người dân trên tinh thần hài hòa lợi ích, rủi ro chia sẻ giữa nhà nước, người dân và doanh nghiệp, tăng cường chuyển giao kỹ thuật, công nghệ cho người dân, từng bước đưa Mộc Châu trở thành trung tâm kinh tế lớn, trung tâm phát triển nhanh và bền vững của Sơn La và Tây Bắc. Tôi đề nghị là phải có cái cơ chế hay là thể chế, cơ chế chính sách để thu hút cái nguồn lực gọi là hợp tác công tư, lấy cái đầu tư công và dẫn dắt cái đầu tư tư, kích hoạt mọi cái nguồn lực của xã hội vào để chúng ta mới phát triển Mộc Châu được. Đấy, vấn đề thứ hai. Vấn đề thứ ba là chúng ta phải đề cao cái tính tự lực tự cường, không nghỉ lại. Tôi cũng chia sẻ rất nhiều với các đồng chí bí thư chủ tịch tỉnh rồi, không có trông chờ ỷ lại, mà Sơn La đang làm được, đúng không? Những năm vừa qua, những nhiệm kỳ vừa qua, Sơn La đã và đang làm cái việc này rồi, biến không thành có, biến có thành dễ, biến cái không thể thành cái có thể. Dịp này, Thủ tướng Chính phủ và lãnh đạo các ban bộ ngành trung ương, tỉnh Sơn La và Mộc Châu Milk, Vinamilk đã thực hiện nghi thức khởi công tổ hợp thiên đường sữa Mộc Châu và trao giấy chứng nhận chủ trương dự án nhà máy sữa công nghệ cao Mộc Châu. Cũng trong sáng nay, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính đã thị sát dự án cao tốc Hòa Bình-Mộc Châu, tỉnh Sơn La tại điểm cuối tuyến nút giao với quốc lộ 43, xã Phiêng Luông, huyện Mộc Châu. Trước đó, tối ngày 27 tháng 5, Thủ tướng đã đi thị sát thực tế hiện trường dự án cao tốc này tại điểm đầu tuyến tiếp nối với đường cao tốc Hòa Lạc-Hòa Bình, phường Kỳ Sơn, thành phố Hòa Bình. Dự án cao tốc Hòa Bình-Mộc Châu có tổng chiều dài toàn tuyến khoảng 85 km, trong đó trên địa bàn tỉnh Hòa Bình khoảng 49 km đi qua thành phố Hòa Bình, huyện Đà Bắc, và trên địa bàn tỉnh Sơn La khoảng 36 km đi qua huyện Vân Hồ, huyện Mộc Châu. Thủ tướng Phạm Minh Chính đề nghị các bộ ngành địa phương phải đề cao trách nhiệm tham gia của các bên trong triển khai dự án. Các tỉnh Hòa Bình, Sơn La phát huy mạnh mẽ tinh thần tự lực, tự cường, chủ động sáng tạo cùng với Trung ương nghiên cứu phương án bố trí, thu xếp nguồn vốn cho dự án phù hợp với các đoạn tuyến. Thủ tướng cũng lưu ý, việc xây dựng cầu Hòa Sơn trên tuyến cao tốc này phải bảo đảm cả yếu tố kỹ thuật và mỹ thuật để cây cầu trở thành điểm nhấn đẹp trên sông Đà. Việc này không làm tăng nhiều chi phí nhưng sẽ mang lại giá trị lớn cho hoạt động du lịch. Thủ tướng yêu cầu nghiên cứu xây dựng thêm các nút giao thông phù hợp để khi tuyến đường này hoàn thành thì giá trị đất đai tăng lên, tạo không gian phát triển mới về công nghiệp, nông nghiệp, dịch vụ cho khu vực. Việc hoàn thành dự án cao tốc này sẽ giúp thay đổi tình trạng quốc lộ 6 là đường độc đạo cùng với các dự án khác để cơ bản hoàn thiện hệ thống đường bộ cao tốc tại vùng Trung Du và miền núi Bắc Bộ để các địa phương trong vùng có đường ra biển thuận tiện hơn, có thêm động lực để phát triển mạnh mẽ hơn thời gian tới. Cũng trong sáng nay, Thủ tướng khảo sát thực tế, nghe báo cáo việc triển khai quy hoạch khu du lịch quốc gia Mộc Châu, trong đó có dịch vụ cửa ngõ của Trung tâm Du lịch Sinh thái Mộc Châu. Thủ tướng yêu cầu địa phương khẩn trương triển khai các công việc đã bố trí được vốn, huy động các nguồn lực, trước hết là cho kết nối hạ tầng giao thông và hạ tầng điện nước, từ đó thu hút các nhà đầu tư. Thủ tướng cũng tới thăm điểm du lịch cộng đồng của đồng bào dân tộc Mông, tìm hiểu về tình hình hoạt động, những khó khăn, thuận lợi về con người, văn hóa, thiên nhiên để phát triển du lịch, việc thu hút du khách sau khi dịch bệnh được kiểm soát, thu nhập người lao động, đời sống người dân.
Thưa quý vị, tối qua 27 tháng 5, Ủy ban Nhân dân tỉnh Bắc Giang đã tổ chức lễ công bố và đón nhận bằng xếp hạng di tích quốc gia đặc biệt an toàn khu 2 Hiệp Hòa, bằng công nhận huyện Hiệp Hòa đạt chuẩn nông thôn mới và đón nhận huân chương lao động hạng nhất. Dự buổi lễ có đồng chí Nguyễn Hòa Bình, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Chánh án Tòa án Nhân dân tối cao. Trước năm 1945, huyện Hiệp Hòa được Trung ương Đảng, Bác Hồ chọn làm căn cứ an toàn khu 2 để lãnh đạo cách mạng. Ngày 12 tháng 3 năm 1945, tại đình làng Xuân Biều, xã Xuân Cẩm, huyện Hiệp Hòa, dưới sự lãnh đạo của đồng chí Lê Thành Nghị, một cuộc meeting lớn được tổ chức, có hơn 70 tự vệ và 300 quân chúng tham gia. Đây là một trong những cuộc khởi nghĩa giành chính quyền cấp xã thắng lợi sớm nhất trong cả nước. Ngày 1 tháng 6 năm 1945, Hiệp Hòa là địa phương khởi nghĩa giành chính quyền cấp huyện đầu tiên ở tỉnh Bắc Giang. Ngày 31 tháng 12 năm 2020, Thủ tướng Chính phủ quyết định công nhận 8 điểm di tích an toàn khu 2 Hiệp Hòa là di tích lịch sử quốc gia đặc biệt. Sáng nay tại Hà Nội, Hội đồng Lý luận Trung ương đã tổ chức hội thảo khoa học những vấn đề phương pháp luận nghiên cứu và cách thức tổ chức thực hiện chương trình nghiên cứu khoa học lý luận chính trị giai đoạn 2021-2025. Phát biểu chỉ đạo, đồng chí Nguyễn Xuân Thắng, Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch Hội đồng Lý luận Trung ương, Giám đốc Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh yêu cầu các đề tài nghiên cứu phải tập trung khắc họa, làm đậm nét đặc trưng nổi bật của mô hình chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam, đó là lấy con người làm trung tâm. Đồng chí Nguyễn Xuân Thắng khẳng định chương trình nghiên cứu khoa học lý luận chính trị giai đoạn 2021-2025 có ý nghĩa đặc biệt quan trọng nhằm cung cấp các cơ sở khoa học và thực tiễn, phục vụ sự lãnh đạo, chỉ đạo thường xuyên của Bộ Chính trị, Ban Bí thư, Ban Chấp hành Trung ương, tổ chức thực hiện nghị quyết Đại hội 13 của Đảng, hoạch định đường lối của Đảng, cụ thể và trực tiếp là phục vụ xây dựng văn kiện Đại hội 14 của Đảng. Từ đó, đồng chí yêu cầu phải tập trung tổng kết thực tiễn và lý luận về đường lối đổi mới, thể hiện qua mục tiêu, mô hình cấu trúc của chủ nghĩa xã hội mang bản sắc Việt Nam với ba trụ cột là kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa, hoàn thiện nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa, thực hiện dân chủ. Qua đó khắc họa và làm đậm nét đặc trưng rất nổi bật của mô hình chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam, đó là lấy con người làm trung tâm. Đồng chí lưu ý một nội dung đã được đề cập đến nhưng chưa sâu, đó là phát huy khát vọng, ý chí, tinh thần tự cường dân tộc. Kết quả nghiên cứu không chỉ dừng lại ở việc đánh giá mà cần có những phát hiện, tìm tòi, luận giải, thuyết phục, đủ cơ sở lý luận và thực tiễn, nhất là những vấn đề đã chín, đã rõ thì phải được tổng kết thành quan điểm lý luận đúng đắn. Sau hơn một năm chuẩn bị, đến nay đã có 37 trên tổng số 39 đề tài hoàn thành về nội dung, bao quát toàn diện các lĩnh vực chính trị, kinh tế, văn hóa, xã hội, con người, quốc phòng, an ninh, đối ngoại. Trong đó, 25 đề tài đã tiến hành ký kết, triển khai, thực hiện. Thưa quý vị, sáng nay tại tỉnh Nghệ An, Hội Nhà báo Việt Nam, Hội Nhà báo Thành phố Hồ Chí Minh và lãnh đạo các cơ quan báo chí đã về dâng hoa, dâng hương tưởng niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh tại khu di tích quốc gia đặc biệt Kim Liên. Đồng chí Lê Quốc Minh, Ủy viên Trung ương Đảng, Tổng biên tập báo Nhân dân, Phó trưởng ban Tuyên giáo Trung ương, Chủ tịch Hội Nhà báo Việt Nam dẫn đầu đoàn công tác. Thành kính dâng hoa, dâng lễ, dâng hương tưởng niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh, đoàn đại biểu bày tỏ tấm lòng thành kính và biết ơn vô hạn công lao to lớn của người, lãnh tụ thiên tài của Đảng và nhân dân ta, anh hùng giải phóng dân tộc, danh nhân văn hóa kiệt xuất, Chủ tịch Hồ Chí Minh, người sáng lập nền báo chí cách mạng Việt Nam, đồng thời bác cũng là một nhà báo cách mạng vĩ đại, là tác giả của một khối lượng không nhỏ các bài báo, đóng góp to lớn vào sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc. Tư duy, phong cách, đạo đức báo chí Hồ Chí Minh là một kho tàng quý báu mà người để lại cho các thế hệ người làm báo hôm nay và mai sau. Chương trình hỗ trợ lãi suất 2% từ nguồn ngân sách nhà nước 40.000 tỷ đồng theo Nghị định số 31 năm 2022 của Chính phủ và Thông tư 03 năm 2022 của Ngân hàng Nhà nước sẽ được triển khai từ hôm nay nhằm góp phần hỗ trợ doanh nghiệp, hợp tác xã, hộ kinh doanh vượt qua khó khăn trong giai đoạn hậu COVID-19.
Đối tượng được hỗ trợ lãi suất theo Nghị định 31 năm 2022 là các doanh nghiệp, hợp tác xã, hộ kinh doanh trong một số lĩnh vực như nông nghiệp, lâm nghiệp, thủy sản, hàng không, vận tải kho bãi, du lịch, dịch vụ lưu trú, giáo dục đào tạo và thực hiện dự án xây dựng nhà ở xã hội, nhà ở cho công nhân, cải tạo chung cư cũ thuộc danh mục dự án do Bộ Xây dựng tổng hợp công bố. Khoản vay được giải ngân từ ngày 1 tháng 1 năm 2022 đến ngày 31 tháng 12 năm 2023, sử dụng vốn đúng mục đích theo quy định tại nghị định. Mức lãi suất hỗ trợ đối với khách hàng là 2% một năm, tính trên số dư nợ vay và thời hạn cho vay hỗ trợ lãi suất thực tế trong khoảng thời gian quy định tại nghị định. Thưa quý vị, hôm qua, thảo luận tại hội trường về một số nội dung còn có ý kiến khác nhau của dự án luật kinh doanh bảo hiểm sửa đổi. Nhiều ý kiến đại biểu Quốc hội đề nghị luật sửa đổi cần có quy định chặt chẽ hơn để tránh tình trạng ngân hàng ép khách hàng phải mua bảo hiểm mới được vay vốn. Nhiều đại biểu cũng đề nghị ban soạn thảo cần bổ sung các quy định cụ thể hơn về chính sách phát triển hoạt động kinh doanh bảo hiểm đối với các sản phẩm bảo hiểm vi mô, sản phẩm bảo hiểm nhằm phát triển nông nghiệp, lâm nghiệp, ngư nghiệp và sản phẩm bảo hiểm liên kết với các sản phẩm bảo hiểm y tế do nhà nước thực hiện. Thực tế, loại hình bảo hiểm vi mô này rất cần thiết, đặc biệt là với các nhóm yếu thế, mang lại lợi ích rất lớn cho toàn xã hội. Tuy nhiên, việc thiếu hành lang pháp lý về bảo hiểm vi mô cũng là nguyên nhân khiến cho loại hình này, dù thí điểm đã 10 năm, nhưng lượng người tham gia rất thấp. Bảo hiểm vi mô là sản phẩm bảo hiểm hướng tới đối tượng khách hàng là các cá nhân, hộ gia đình có thu nhập thấp, khó tiếp cận với các sản phẩm bảo hiểm thương mại thông thường. Loại hình bảo hiểm này phát triển ở các nước đang phát triển và được coi là một cấu phần quan trọng trong chính sách tài chính toàn diện của quốc gia, góp phần thực hiện các chính sách an sinh xã hội của nhà nước. Theo dự án luật kinh doanh bảo hiểm sửa đổi, các tổ chức được cung cấp sản phẩm bảo hiểm vi mô gồm doanh nghiệp nhà nước được cấp phép thành lập và hoạt động tại Việt Nam, tổ chức tương hỗ cung cấp bảo hiểm vi mô được cấp phép thành lập và hoạt động để cung cấp các sản phẩm bảo hiểm vi mô cho chính các thành viên của mình. Cái vấn đề đặt ra cho cái loại hình hoạt động này không phải là mới đây mà đã được đặt ra từ trong những năm 2000 từ cái luật kinh doanh bảo hiểm và sau đó là chính phủ có cái nghị định số 18/2005. Nhưng mà hoạt động cho tới giờ này thì chưa có một cái tổ chức nào, tương hỗ nào được thành lập theo cái nghị định và cũng như theo nghị định 18 của chính phủ, cũng như là theo cái luật kinh doanh bảo hiểm 2000. Chính phủ cần phải có cái đánh giá, tổng kết lại cái nguyên nhân vì sao người ta cũng chưa mặn mà với lại cái kinh doanh cái loại hình này. Và cái thứ hai nữa là cái cơ chế chính sách để cho cái loại hình doanh nghiệp này nó hoạt động cần phải có cái đánh giá rõ và có những cái chính sách để hỗ trợ. Theo các đại biểu, cần quan tâm phát triển sản phẩm bảo hiểm vi mô hoạt động an toàn, bền vững, hướng tới mục tiêu là người nghèo, người cận nghèo, người thu nhập thấp, phù hợp với chủ trương của Đảng, Nhà nước về an sinh xã hội, giảm nghèo bền vững. Việc quy định bảo hiểm vi mô trong dự thảo luật kinh doanh bảo hiểm sửa đổi cũng sẽ tạo cơ sở pháp lý rõ ràng trong việc tổ chức cung cấp bảo hiểm vi mô và có cơ chế để khuyến khích phát triển các sản phẩm bảo hiểm vi mô tại Việt Nam. Thưa quý vị, kỳ họp thứ 3 Quốc hội khóa 15 diễn ra trong bối cảnh cả nước đang tiếp tục triển khai thực hiện quyết liệt, sâu rộng, hiệu quả chương trình tổng thể phòng chống dịch COVID-19 và chương trình phục hồi và phát triển kinh tế xã hội. Đặc biệt, Hội nghị Trung ương khóa 13 vừa kết thúc tốt đẹp, mang lại những động lực thúc đẩy quyết tâm thực hiện thắng lợi nghị quyết Đại hội 13 của Đảng trong một bối cảnh mới của đất nước. Vì thế, đây cũng là kỳ họp được người dân và cử tri gửi gắm nhiều kỳ vọng. Cùng với cử tri cả nước, cử tri tại thành phố Đà Nẵng cũng đã gửi gắm nhiều kỳ vọng vào các quyết sách mới của kỳ họp Quốc hội lần này, nhất là trong lĩnh vực phòng chống tham nhũng, xử lý các loại tội phạm hoặc các đối tượng làm nhũng nhiễu thị trường bất động sản, phá rừng. Đề nghị là Quốc hội phải nghiêm khắc tham nhũng, phải tính giá trị của tham nhũng, mà tham nhũng cỡ nào thì cần phải xử lý cho nghiêm túc. Cái chế độ của Việt Nam mình á, theo cái chủ trương của Đảng và Nhà nước á, là cái vấn đề mà xóa án, giảm án, cái việc đó là cũng có việc để tạo điều kiện cho khi đã giàu có rồi thì ở tù năm bả năm về á, là còn cái trả nữa. Cho nên thì cái đó là cũng kéo dài việc tham nhũng. Nhưng mà đề nghị ở đây nha, phải nghiên cứu. Và vấn đề phòng chống tham nhũng thì dĩ nhiên ta phải làm quyết liệt hơn nữa theo ý kiến chỉ đạo của
của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã từng chỉ độ sát sao về vấn đề này, nên bản thân tôi kiến nghị là chúng ta lồm và lồm hơn nữa, là quyết liệt hơn nữa để sự tin yêu của dân đối với đảng càng ngày càng nhiều hơn. Đề nghị các vị đại biểu Quốc hội và cơ quan chức năng quản lý công nghệ cao và cơ quan thực thi pháp luật sớm có cái biện pháp phù hợp và xử lý triệt để những cái thành phần sử dụng công nghệ cao để gây ảnh hưởng đến nhân dân. Chính phủ đã có cái hướng và là đưa ra cái quy định là đáng toàn bộ cửa rừng, nhưng ở trong đó cũng có một số cán bộ có chức có quyền đã tiếp tay cho lâm tạc để mà nọn phá rừng đó, thì như tôi đã nói như trên thì là mong Quốc hội trên nghị trường của Quốc hội sẽ sẵn sàng đưa ra những cái phương án nào tối ưu nhất để bảo vệ rừng, tức là bảo vệ rừng, tức là bảo vệ đất nước mình. Thưa quý vị, thời gian qua, thực hiện các khuyến nghị của Ủy ban châu Âu EC, Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu đã đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phổ biến, quán triệt công tác chống khai thác bất hợp pháp cho cán bộ quản lý thủy sản các địa phương, ban quản lý cảng cá, cơ sở đóng sửa tàu thuyền, doanh nghiệp thủy sản và bà con ngư dân, nhất là các địa bàn trọng điểm thường xuyên có tàu cá, ngư dân vi phạm, tổ chức cho các chủ tàu cá, thuyền trưởng ký cam kết không đưa tàu cá, ngư dân sang vùng biển nước ngoài để khai thác hải sản. Một trong những nhiệm vụ quan trọng mà tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu đã và đang quyết tâm thực hiện để ngăn chặn đánh bắt trái phép là việc lắp đặt thiết bị giám sát hành trình cho các tàu cá trên địa bàn tỉnh. Đến nay đã có gần 2.500 tàu cá có chiều dài trên 15 mét lắp đặt thiết bị giám sát hành trình khi khai thác ở vùng khơi, đạt 85,5%. Trong đó nổi bật là gần 100% đội tàu có chiều dài trên 24 mét trở lên đã được lắp đặt. Ngoài ra, tỉnh cũng chỉ đạo các cơ quan chức năng phải kiểm soát chặt chẽ hoạt động của tàu cá trên biển, khoanh vùng các tàu có nguy cơ cao vi phạm để giám sát đặc biệt, giám sát tiến độ lắp đặt thiết bị giám sát hành trình. Liên tục trong thời gian gần đây, nhiều tàu cá trong tỉnh Khánh Hòa đã bị lực lượng nước ngoài bắt giữ trái phép. Điều này không chỉ gây ảnh hưởng đến tâm lý của ngư dân khi tham gia khai thác, đánh bắt ngoài khơi xa, mà còn khiến quá trình gỡ cảnh báo thẻ vàng EC cũng trở nên khó khăn hơn. Do đó, vừa qua, thì tỉnh Khánh Hòa đã ban hành kế hoạch triển khai thực hiện chống khai thác IUU, kiên quyết không giải quyết xuất bến và các thủ tục hành chính đối với các tàu cá không đáp ứng các quy định IUU. Các tàu cá Việt Nam bị bắt giữ chủ yếu trên vùng biển giáp danh giữa Việt Nam với một số nước trong khu vực chưa được phân định rõ ràng. Công tác phối hợp xác minh nắm thông tin giữa các đơn vị đôi khi còn chưa kịp thời. Thiết bị giám sát hành trình lắp đặt trên các tàu cá chưa ổn định, dẫn tới việc nhiều tàu cá bị mất kết nối khi khai thác trên biển. Và sau mỗi vụ bắt giữ, những thủ tục giải quyết giữa các bên hết sức phức tạp, mất nhiều thời gian. Do đó, việc quản lý chặt chẽ, hướng dẫn cặn kẽ ngay từ khâu xuất bến là điều hết sức quan trọng. Riêng ban quản lý cảng cá Hàm Rỡ thì trước tiên là công tác tuyên truyền, thứ hai là đã tổ chức các công tác chuyên môn như là thành lập tổ chống khai thác IUU tại cảng, đầu tư các trang thiết bị để phục vụ cho công tác chống khai thác bất hợp pháp. Ngoài ra thì cũng là đã hướng dẫn cho bà con ngư dân cũng như các doanh nghiệp chủ tàu vựa thực hiện đúng theo quy trình để đảm bảo được tính hợp pháp của các lô hàng và để đủ điều kiện để xuất khẩu sang thị trường EC. Khai thác trên các vùng biển khơi, đặc biệt là tới cái vùng giáp ranh thì các thiết bị giám sát hành trình đã có cảnh báo, thì ngư dân phải lưu ý đối với các cái vùng này, chúng ta phải nâng cao cảnh giác. Đối với lực lượng chức năng thì phải tăng cường tuần tra, tăng cường sự hiện diện để mà kịp thời can thiệp giúp đỡ cho ngư dân. Khánh Hòa cũng kiến nghị chính phủ sớm đàm phán phân định ranh giới biển Việt Nam với các quốc gia liên quan nhằm quản lý hoạt động khai thác hải sản trên biển tốt hơn, giảm thiểu tình trạng ngư dân và tàu cá Việt Nam vi phạm vùng biển các nước để đánh bắt hải sản trái phép, kịp thời hỗ trợ, cứu hộ tàu cá Việt Nam khi gặp nạn trên biển, đồng thời hướng dẫn cho ngư dân một số điều cần biết khi bị nước ngoài kiểm soát, bắt giữ nhằm giúp ngư dân nắm bắt và hiểu rõ hơn về vai trò trách nhiệm của mình khi tham gia đánh bắt thủy sản ngoài khơi, góp phần tích cực vào quá trình gỡ cảnh báo thẻ vàng EC trong thời gian tới.
Thưa quý vị, phát biểu tại Hội nghị Văn hóa Toàn quốc, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã nhấn mạnh đến việc chú trọng xây dựng văn hóa ứng xử lành mạnh trong xã hội, nêu cao tinh thần tương thân, tương ái, khen ngợi những tấm gương người tốt, việc tốt, giúp đỡ cộng đồng xã hội. Một trong rất nhiều câu chuyện cảm động đó là nghệ nhân khuyết tật Hoàng Thị Khương, người vẫn ngày đêm đào tạo nghề cho nhiều người đồng cảnh ngộ, thoát nghèo bằng nghề thêu truyền thống của quê hương Quất Động. Bằng nghị lực sống kiên cường, niềm say mê sáng tạo không ngừng, nghệ nhân Hoàng Thị Khương đã sáng tác những bức tranh thêu tay đoạt giải cao vươn tầm thế giới. Mong ước của bà là giúp đỡ được nhiều người đồng cảnh ngộ hơn nữa để không ai bị bỏ lại phía sau. Đây là xưởng thêu của nghệ nhân Hoàng Thị Khương. 10 người thợ thêu đang miệt mài với công việc. Nếu không giới thiệu, chắc không ai nhận ra những người phụ nữ đó đều là người khuyết tật. Có người khuyết tật vận động, có người khuyết tật về trí tuệ. Họ đều là những người có hoàn cảnh khó khăn. Cùng vào mái nhà chung này, được nghệ nhân Hoàng Thị Khương giúp đỡ để có công ăn, việc làm. Trông thì nghĩ là đơn giản nhưng mà cũng không đơn giản. Nó nắm lúc nó còn phải nhìn làm sao cho chuẩn. Nên có những lúc các chị em bị trí tuệ thì người ta mệt mỏi thì mình lại phải dừng. Có những lúc mình phải động viên làm sao để cho chị em cùng có những cái nỗi vượt khó vươn lên để làm được những cái sản phẩm. Không những phù hợp bản thân mình mà đến đây gặp nhiều người cùng hoàn cảnh với mình thì mình cảm thấy tự tin hơn trong cái giao tiếp. Nhiều sản phẩm của mình làm ra thì rất nhiều người cũng thích, cho nên là tất cả các bạn ở đây là cũng đều theo cùng với mình, nên là mình cảm thấy cũng tự tin và tự hào vì mình đã làm được lên một cái sản phẩm gì đó. Mới vào nghề thì là cô sẽ phải hướng dẫn rất là kỹ về các cái đường chỉ, phải đi theo đúng cái đường mẫu in ở trên vải. Sinh ra vốn khỏe mạnh như bao đứa trẻ bình thường khác. Thế nhưng, khi được 3 tháng tuổi, chỉ sau một trận ốm nặng, một bên chân của Hoàng Thị Khương bị liệt vĩnh viễn. Gia đình vốn có nghề thêu tranh truyền thống. Chính vì thế, ngay từ nhỏ, Hoàng Thị Khương được tiếp xúc và yêu những đường kim mũi chỉ từ lúc nào không hay. Lên 8 tuổi, Hoàng Thị Khương được mẹ dạy cầm kim và thêu những mũi chỉ đầu tiên. Bằng nghị lực sống kiên cường, niềm say mê sáng tạo không ngừng, nghệ nhân Hoàng Thị Khương đã cho ra đời những bức tranh thêu tay đoạt giải cao. Các chị, các em là cũng muốn em bán đi để có tiền, nhưng mà bạn này bán cương quyết là bán không, bạn mà các bác khỏe thì các bác làm gì được, như em đây không có thực tế, không ai người ta tin, nói thì không biết nói, mà lại để bán đi thì em còn cái gì, cho nên là bạn ấy giữ lại tất những cái mà bạn được giải và những cái gì bạn ấy thích là bạn ấy để lại. Với những nỗ lực và cống hiến cho những người cùng cảnh ngộ, năm 2016, nghệ nhân Hoàng Thị Khương được bầu làm chủ tịch Hội Người Khuyết Tật huyện Thường Tín, thành phố Hà Nội. Làm tốt vai trò của mình, nghệ nhân Hoàng Thị Khương cùng các thành viên trong hội đã tổ chức nhiều chiến dịch quyên góp, tặng quà hỗ trợ đến các gia đình có người khuyết tật để động viên và chia sẻ. Bên cạnh mong muốn gìn giữ, quảng bá và phát triển nghề thêu tay truyền thống của quê hương, mong ước của nghệ nhân Hoàng Thị Khương là có thể giúp những người đồng cảnh ngộ nhiều hơn nữa để không ai bị bỏ lại phía sau. Bà chính là một trong những tấm gương người tốt, việc tốt đáng quý để mọi người noi theo. Thưa quý vị, đến đây thì chương trình thời sự chiều ngày hôm nay của Truyền hình Nhân dân cũng xin được dừng lại. Cảm ơn quý khán giả đã quan tâm theo dõi chương trình. Kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại.